iPhone 11 của Apple, người dùng hy vọng iPhone 11 có một thiết kế tinh tế tối ưu về kích thước để có dung lượng pin lớn hơn, đủ cung cấp cho tính năng sạc không dây ngược như trên Huawei Mate 20 Pro hay Samsung Galaxy S10. Sạc không dây ngược cho phép người sở hữu iPhone 11 có thể sạc cho AirPods, Apple Watch hay một điện thoại khác tương thích, nhưng như vậy pin của iPhone 11 phải cung cấp đủ năng lượng mà nó chia sẻ, vì thế viên pin dung lượng lớn hơn là điều rất được chờ đợi trên iPhone 2019. Một thay đổi khác về thiết kế đang gây tranh cãi là cụm camera sau có vẻ xấu xí. Mô dung hệ thống camera vuông nằm trên góc bên trái mặt sau iPhone mới, chứa 3 ống kính đối với iPhone 11 và iPhone 11 Max, 2 ống kính đối với iPhone 11 R. Sở dĩ thiết kế này bị coi là quá xấu và gây tranh cãi vì bắt chước thiết kế trên Google Pixel 4 và Pixel 4 XL. Nhiều dự đoán cho rằng, iPhone 2019 sẽ đón nhận kết cục thê thảm về doanh số vì thiếu những nâng cấp sáng giá. Nhà phân tích Jun Zhang từ Rosenblatt Black Security cho rằng doanh số dòng iPhone 2019 sẽ gây thất vọng. Ông cũng cho biết, mức tăng trưởng về doanh số của iPad sẽ chậm lại trong nửa cuối năm nay. Trong quý tài chính thứ hai năm nay của Apple, doanh thu iPad bất ngờ tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4,87 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù thị trường máy tính bảng đang suy giảm, các mẫu iPad Pro mới ra mắt cuối năm ngoái và hai chiếc iPad mới ra mắt tháng 3 vừa qua đã mang lại thành công này cho táo khuyết. Việc đặt trọng tâm vào mảng dịch vụ cho thấy sự sụt giảm của doanh số iPhone kể từ thời điểm đỉnh cao năm 2015, với 231,22 triệu chiếc xuống 217,72 triệu chiếc bán ra trên toàn cầu năm 2018. Nguyên nhân doanh số iPhone xuống dốc được cho là Apple đã thiếu sự đổi mới về thiết kế, giá cao hơn các smartphone Android trong khi tính năng lại không bằng.